chưa đắc quán bất tịnh mà cho là đắc quán bất tịnh, chưa đắc quán lĩnh vực sai biệt của từ bi niệm tức duyên khởi mà cho là đắc quán lĩnh vực sai biệt của từ bi niệm tức duyên khởi chưa đắc bậc chỉ quán mà cho là đắc bậc chỉ quán chưa đắc bậc trùng tánh bậc đệ bát bậc kiến bậc bạc bậc ly dục bậc dĩ biện mà cho là đắc bậc trùng tánh bậc đệ bát bậc kiến bậc bạc bậc ly dục bậc dĩ biện chưa đắc quả vị độc giác mà cho là đắc quả vị độc giác chưa đắc bố thí ba la mật đa mà cho là đắc bố thí ba la mật đa chưa đắc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà cho là đắc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chưa chứng pháp không nội mà cho là chứng pháp không nội chưa chứng pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà cho là chứng pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Chưa chứng trơn như mà cho là chứng trơn như, chưa chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà cho là chứng pháp giới, cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Chưa chứng thánh đế khổ mà cho là chứng thánh đế khổ, chưa chứng thánh đế tập diệt đạo mà cho là chứng thánh đế tập diệt đạo, chưa đắc bốn niệm trụ mà cho là đắc bốn niệm trụ chưa đắc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà cho là đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.